Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 11 anh em. Rồi, 3 cao cường, 2 bắn tỉa, 2 hắc ám cũng như là 2 khổng lồ. Form bài mà mình thấy khá là hiệu quả. Và mình đang lắp rất là nhiều những trang bị cho Darius. Con Darius này thì tôi thấy là đầu game đẹp ổn anh em nhé. Có cầm đồ sát thương hay là đồ phép đều hợp lý cả. Nhưng mà cầm một cái găng bổ thạch này nó xoáy crit, nhìn nó khá là đã mắt. Còn về phần trang bị thì trận này mình khả năng là cũng không phải lo nghĩ gì nhiều, khi mà sở hữu cả loại công nghệ, đó chính là Pandora ngay từ vòng 2.1. Chúng ta có cầu hồi phục, lập đội và tiền ăn trưa. Không biết là anh em đã ăn trưa chưa? Tầm này là hơn 2 giờ rồi mà chưa ăn trưa thì thôi. Lập đội à? Nhận một trang bị thành phần ngẫu nhiên. Đầu trượng hạng ruồi, đồng lòng đấu tranh. Tiếp tới trang bị cái vòng kỳ ngộ hồi nãy nó cho anh em mình thêm một lần đổi lại lõi công nghệ anh em ạ. Cường hóa sức công nghệ. Cái cầu hồi phục này khá ngon, nhưng mà để xem là có khổng lồ hóa hay gì không. Không có gì đột biến rồi anh em. Tôi sẽ lấy một cái trang bị luôn nhá. Cung xanh ạ. Chúng ta có Yorick 2. Đầu tư con Nai đi để anh em mình lên Yorick 2 giữ máu tí. Cung dung ngôn lù. Người ta là cung dung ngôn hạnh. Ông này ngôn lù ạ. Wow, đồ đạc thì cũng chưa tận dụng. Anh chàng này chắc là đang muốn bán máu về ngưỡng 50 để có thể lấy thêm những cái mảnh ghép trang bị. Ok, cao cường, thách điểm kinh nghiệm. Nhiều anh em cũng khá là thắc mắc về cái tốc hệ cao cường đúng không? Nó sẽ tăng thêm cái sát thương dựa theo cấp độ của chúng ta. Ví dụ cấp 5 là chúng ta được một chút sát thương, cấp 6 thì nó sẽ cộng thêm dần lên. Đấy, tùy theo ngưỡng 3 và cả ngưỡng 5. Và những cái vị tướng cao cường nó hoàn toàn là ngẫu nhiên đấy anh em nhé. Ngẫu nhiên vậy. Trận này là có Garen, Kobuko này, Manfi, Darius cũng như là Caitlyn. Đa số là những cái vị tướng cao cường bậc 1 thôi. Và để có thể kết hợp những cái vị tướng cao cường này đi cùng một team thì mình thấy là nó cũng khá là nhức đầu. Đấy, hơi đau đầu tí. Nhưng mà ông nào chơi lâu lâu rồi một chút, làm quen dần ấy, thì mình thấy là cũng khá dễ thôi, không phải lo lắng. Rồi, Darius của tôi kìa. Wow, xoáy sát thương rất khủng. Kéo anh mình chơi mẹ Darius đi. Nhưng mà con Darius này đầu game thì nhìn nó ngon ngon vậy thôi, chứ late game thì thực sự nó hơi bị cà đuối anh em ơi. Đuối vãi ấy. Xoáy không chết thằng nào đâu. Gặp bọn 4 tiền 2 sao như kiểu khổng lồ Nautilus hay là On gì đấy thì đối vãi. Silas, On, Syndra, 3 tướng 4 tiền trong phiên đi chợ đợt này. Wow, trang bị thì mình cũng không cần nhiều rồi. Úi dồi ôi, tôi lấy Syndra nhá. Tính lấy cái con Amumu kia nhưng mà thôi. Lượm con Syndra thì nhiều tiền. Nhiều tiền anh em ạ. Ê à, quyền năng luôn này. Lên cấp 6 rồi anh em ơi. Quyền năng Y Lao cảnh vệ U Linh. Hay là mình chơi một cái game đấu 3 quyền năng đi. Trận này có vẻ content hợp lý này. Khi mà chúng ta có thêm cái loại công nghệ như kiểu quyền năng khổng thần ấy nhở. Đấy, nó lên tầm 40 stack thay vì 25 nữa thì ngon. Nhưng mà một vị tướng cầm 3 cái trang bị quyền năng thì tôi thấy là nó đã rất là khổng lồ rồi. Lâm Trần. Wow, Lâm Trần xem nào. AC bắn cái tỉa khá ác. Trời ơi, Darius xoáy, không crit nhưng vẫn đủ sát thương để có thể hạ ngục được
Caitlyn cũng như là Ahri đằng sau. Nhà này mấy mấy nhà này mới cấp 5 anh em nhỉ? Chứng tỏ là mình kẹp cao cường từ sớm có lợi thế vãi. Hãy đứng trong vũng nước để bắt cá cho Tam Ken. Hắn càng ăn nhiều được cá, báu vật sẽ được càng thêm nhiều. Ui, bắt cá. Đây, đứng đứng ô luôn này. Ủa, đứng mãi ô đây mà thằng này nó không ăn anh em ơi. Cái này ok, tôi đứng mãi ô này mà nó không chịu ấy. Được phát cái phần quà màu vàng này thì mình thấy là nó cũng là cột mốc mắc rồi. Mười ping nhiều quá. Morgana, Morgana Zira combo hiền giả. Uầy, một gói đồ của On luôn, giáp đại hãn đi. Trang bị này thì có khả năng rớt ra vàng cho anh em mình. Morgana thêm tí U Linh. Con này thì có thêm hiền giả. Được. Cái này mình sẽ ném luôn cho Yorick để nó có thể tuyến đầu tích 40 số sớm hơn nhé. Vua đồ gia dụng. Anh chàng này thì đã có một cái súng hải tặc. Đại bác hải tặc mới đúng. Khả năng sẽ hack rất là nhiều vàng khi mà có được từ những cái điểm kết liễu. Tôi thì cứ ăn chắc mặc bền. 40 số đi. Ok, vừa đủ 40 số. Trước khi bị hạ ngục là ngon rồi. Cứ lên cấp thôi. Tầm này là anh mình cứ lên cấp thôi. Lo gì. Một gậy cho Morgana. Nước vắt hoặc gậy. Morgana thì nó cần Sojin hơn. Nó có thể tối ưu về phần kỹ năng của nó trước. Ok, cấp 7 khá nhanh anh em ạ. Caitlyn này. What? Này có thêm cảnh vệ. Chưa có Ila các kiểu nhỉ. Đấy có, mình không bắt. Hiện tại là U Linh đang là một trong những cái tộc hệ rất là hot meta này. Kiểu nhà nhà chơi U Linh để có thể spam leo rank luôn ấy. Biết là anh em đã chơi qua cái bài U Linh chưa? Gì không? Hàng phép. Tôi cần một cái cung nữa các bạn. Ồ, có cung luôn này, Nautilus này. Cái form tôi đang muốn đánh là cái form của Thiên Cung cũng như là hiện giả các kiểu đi cùng với nhau anh em. Đây. Nhưng mà tự dưng nó ra ba cái quyền năng này thì mình sẽ test thử coi sao. Kiểu dạng như là một con Nautilus cầm ba quyền năng chẳng hạn. Thế mà to như nào. Còn không thì anh em mình chơi những cái con khổng lồ đi nhỉ. Mà con khổng lồ mà cầm ba quyền năng thì mình nghĩ nó sẽ to chà bá lửa luôn. Thổi phù phù. Đam mê thần tài. Úi giời. Rất mong là cái lõi công nghệ vòng 4.2 nó sẽ ra cho mình cái quyền năng khổng lồ. Quyền năng khổng thần ấy. Lấy thêm những cái stack từ trang bị quyền năng. Nhưng mình nghĩ thì nó có 1% rất thấp thôi. Mong là được. Ông này bây giờ vẫn còn đam mê thần tài. Nãy thì đang đứng ở đỉnh xã hội. Bây giờ thì chuẩn bị xuống rồi đấy. Kẹp thần tài mà là tôi biết là chuẩn bị xuống rồi đấy. Wow. Triệu gọi hỗn mang độc sự sĩ 2 về kim cương cơ. Hay à. Mới là cái phần thưởng khi mà triệu hồi hỗn mang này, triệu gọi hỗn mang này là cái gì? Mình nghĩ là chúng ta không nên quá mạo hiểm. Tuyển nhân sự. Một cái sao chép tường cỡ lớn. Là cái này đi. Ok. Rất là nhiều tiền. Vừa đạt cái ngưỡng 100 vàng luôn anh em ạ. Nautilus à? Coi là Nautilus nào. 100 Zira Diana. Trung Kiên 321. Nhà này thì có rồng đẻ trứng vàng.
Wow, một cái form bài của thiện xạ. Kai'Sa đồ rất đẹp. Kobuko, 3 trang bị phòng thủ ổn. Bắt đầu tận dụng thêm những cái trang bị để có thể giữ máu rồi. Nếu mà xét về rồng đẻ trứng vàng thì mình thấy là anh em mình phải có một cái đội hình mạnh hoặc là nhiều máu thì mới có cơ sở để có thể up cái quả trứng này. Còn không thì tầm này Trung Kiên lấy trứng vàng thì chỉ có mà cút thôi. Nghi lắm. 120 tiền. Với quỹ phòng hộ thì nó sẽ rất là khác so với những cái lõi khác. Ví dụ như nhà Tài Phiệt thì chúng ta chỉ cần kích 70 tiền thôi thì sẽ có được 7 đồng sau những vòng đấu. Đấy là tiền lợi tức. Thường thường thì anh em chỉ cần tích 50 là đẹp. Sẽ có 5 vàng sau mỗi vòng đấu. Còn với quỹ phòng hộ thì auto là 100 vàng. Giờ ta sẽ nhận được 10 tiền lợi tức nhá. Game vui vẻ 1999. Wow. Caitlyn Ma cũng như là Senna 3. Nhà này đánh bài meta này anh em này. Có con rắc tanh tuyến đầu rất trâu. Còn thêm cả cánh tay kim cương nữa. Cho Rick Pha này thì khả năng khó chống chịu. Mấy con U Linh này mà tích số vào một quân ấy. Trời ơi. Đam rất ảo. Anh có thể thấy thì bọn U Linh này nó tập trung đánh vào một con ấy thì đam nổ clear team của mình rất nhanh. Chúng ta cần phải chú ý đến với nhà game vui vẻ này. Vui vẻ mà tập trung hạt co đấy. Mà anh chàng này tận có tận 3 cuồng đao cơ. Nhiều đồ xịn xò vãi. Chúng ta có Udi, Howell, hai vị tướng 5 tiền. Mà mình thấy con Howell này là một trong những con 5 tiền mà được nhiều anh em yêu thích nhất. Lý do là tại sao? Lý do là nó có một cái tộc hệ là họa sư. Cái họa sư thì nó có thể vẽ bất kỳ những vị tướng 5 tiền nào, hoặc là 4 tiền, 3 tiền. Tùy thuộc theo cái đội hình mà anh em có, tùy thuộc theo cái con tướng mà anh em mình muốn nhân bản nó. 5 thần tài à? Căng à? Đây chúng ta có On. Cái Sojin này. Kiếm súng. Mặt diệt cũng được. Nai. Chắc mình sẽ khả năng là Odin Tam Hoàng level 9 này. Máu của mình cũng nhiều mà đúng không? Form này là form của Thiên Cung Hiền Giả. Cũng như là Long Vương á. Lấy game đánh này là đẹp này. Công Du Ngôn Lù có cho mình cái lõi phế vật thành báo vật. Wow. Rất là nhiều những cái trang bị đồ của On. Xịt lá khét. Cố lên Jorik. Jorik bậc 2 nhưng mà tanh rất cứng nha anh em. Nếu như mà có lõi công nghệ của Jorik trong game này thì chắc chắn mình cũng không thể nào bỏ qua được. Tiếc là hai lõi bạc và một lõi kim cương. Đây là một cái tỷ lệ thông thường thôi. Thường thường thì một cái game hai lõi bạc đầu thì sẽ có một cái tỷ lệ rất cao ra lõi kim cương ở vòng 1.2. Vòng kỳ ngộ nào đây? Hình nhân để sử dụng à? Hình nhân thì ném bừa cũng được. Wow, thêm một On nữa. Hiện tại là chúng ta có hai con On rồi. Cho vào đây nhá. Giữa Nautilus và On, hai con này đang là những con 4 tiền tanh rất ngon ở meta này nhá. Nhưng mà với On thì nó có khả năng là hack trang bị nữa. Thế nên là tôi đang muốn giữ nó lại. Vừa tanh trâu vừa hack trang bị. Đổi lại thì Nautilus sẽ có một cái cú hất tung thủy lôi tầm nhiệt. Cũng căng phết. Vẫn là kênh content. Những trang bị đồng bộ luôn luôn là những cái thứ mà mình đã muốn và muốn làm cho anh em xem. Trung Kiên, Công Dung Ngôn Lù. Nhà này thì chơi AC phiên bản là định mệnh. Coi nào. Wow. Khá khó. Nhìn vẫn chưa Darius một tiền kẹp cao cường vào. Đẹp ngon vãi. Tôi đẹp con Darius này từ đầu game đến tít sắp lên level 9 rồi anh em. Chứng tỏ là
Darius là một trong những con có thể cầm đồ tạm thời ổn áp. Lay game thì bàn tay, lay game thì chúng ta có thể bán găng bảo, chuyển găng bảo thạch sang cho Herwell hay là gì đấy, thoải mái mà đúng không? Một điểm kinh nghiệm nữa thì chúng ta lên được cấp 9. Wow, trung kiên bài màu rồi. Lựa chọn lão công nghệ thứ ba là tôi biết ngay là có cái điểm đấy. On 2 sao này. Galio, Kai'Sa, Morgana này. Wow, nhiều năm tiền chưa. Như này thì sẽ có được thêm 3 Long Vương. Set. Set không cần anh em ạ. Kiểu anh em mình chơi mà chúng ta có một cái form bài sẵn, chỉ cần ghim lại những vị tướng mà anh em muốn chơi ấy, thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ chơi theo cái form hiện tại thôi. Nó dễ anh em nhỉ. Còn chúng ta có thể xoay chuyển tùy lúc. Rồi ôi Việt Anh. Dyna 2 này. Cảm giác hơi đuối rồi anh em ạ. Tập này Darius thì khả năng hơi đuối thật. Nhưng mà nó vẫn cứ khỏe khỏe kiểu gì á. Em xem này. Uầy. Vãi nồi một pha solo kill giữa Jhonnae và Darius. Đúng là những cái con thống trị đường trên. Darius quỳ và Jhonnae bật E lên để có thể né quỳ. Ảo thật. Chúng ta có Dyna 2 rồi. Cọc mất rồi anh em này. Azir 2 rồi này. Wow. Đổi nhá anh em nhá, đổi đồ cái. Tầm này thì cũng không cần đến 3 con cao cường nữa đâu. Thực ra là kẹp vào bây giờ nó hơi bị cá cuống ấy. Nhưng còn một tiền bây giờ thì nó hơi phế. Còn để kích hệ cho nó thì nó sự là hơi chán. Ba quyền năng mình sẽ ném tạm cho Udi đã. Thế nào mà có con nào thích hợp hơn thì mình sẽ đổi lại. Huyết kiếm mà, xét nhá. Giáp đại hạn. Găng bảo thạch à. Wow, Udi của tôi kìa. Nhìn hài chưa. Tướng khổng lồ cầm ba quyền năng to vãi. Azir và On có thêm hai thần rừng cũng như là chúng ta có một con Azir kích hoạt thêm cả thuật sĩ nữa. Sẽ này đi cùng với Janna Long Vương là đẹp. Wow, 6 lượt Roam Free. Lexin 2, Azir, Soraka, Irelia, On, Janna 2. Wow, Herwell, con này cần nha. Mình sẽ thay thế vào Lissandra không nhỉ? Mình nghĩ là chỉ có thể Lissandra thôi. Này thì vừa có Long Vương vừa có Hiền Giả. À Long Vương thấy chưa có cái hệ mà ấy nhỉ anh em nhỉ? Quên mất. Hiền Giả mất đi luôn này. Bỏ đi con... Này mất to rồi. Thôi phù phù. Wow. Nhà này lại lên top 1 luôn rồi. Mạnh thế. Cách nhờ. Hồi nãy là đang thấy đối đuối. Bây giờ là kẹp 5 thần tài cũng như là hack tiền Roam Free từ về kim cương rồi. Cố lên nào Dyna ơi. Thêm 3 số nữa. Đẹp ơi. Udi to chưa. Udi to anh em nhờ. Vãi nộp. To kinh. Tôi có hai rare ở đây nhưng mà tôi không chơi đây này. Chúng ta có Ngộ Không, Sayza Rakan, cặp đôi tình nhân. Rồi ôi. Sẽ lấy Rakan Sayza đi. Rồi. Kèm thêm Soraka thì mới lấy thêm cái hệ ấy được, book cho cả team được.
Well này, phải có thêm quý nhân được anh em ạ. Như này đi. Set này thì mình không có cái tốc hệ tanh cho nó. On này. Soraka 2. Phải để lại cho nó vẽ đây. Tầm này phải cho vẽ. Học tài thi phận. Vẽ đẹp là ăn tất. Ui game vui vẻ này. À nhà này kinh nhờ. Nhà này có hai con 3 sao ở hàng dưới. Lợi hại kinh. Có gì không? Cố lên anh em của tôi. Thua anh em ạ. Nhà này khỏe điên luôn á. 1-2 tiền. Ông này thậm chí còn chưa lên được Senna 3 nữa mà khỏe như này. Lên được Volibear 3 sao trước khi mà lên được con Senna các bạn ạ. Wow, chúng ta có 6 con on rồi. 6 con on à. Lên đi. Để chơi on 3 sao 3 quyền năng khổng lồ không? Tập trung chơi 4 tiền khi mà máu của mình cũng không còn quá nhiều chứ. Với 35% thì mình thấy là tỷ lệ này cũng cao phết rồi. Cho vào đây đi. Lâm Trần với một con A-xe về mặt định mệnh. Phương mệnh của định mệnh. Nhưng mà đây mới chỉ là một con A-xe 1 sao mà thôi. Hơi khó cho Lâm Trần rồi. Sao đồ đạc lại chưa lắp thế này? Gọi luôn. Hết cơ hội cho Lâm Trần luôn rồi. Máu. Chúng ta đã vào được vị trí top 4 rồi các bạn ơi. Cố lên. Lissandra. Wow, sai lát các kiểu. Biết là drone ở thời điểm này thực sự là không nên, nhưng mà tôi đang khá là bí. Wow. Một phát hai con on. Thế là xin game luôn à. Alo. Chơi game mà drone đỏ thì ăn tất hả anh em? Đúng còn một stack vẽ nữa thôi. Thực sự là không thể nào lường trước được. Wow, vãi thật. Chơi game vào đỏ ăn tất. Thêm một quyền năng nữa. Để xin nhá. Đây, giúp chúng ta phải thay đổi trang bị rồi. Cũng phải giữ lại UD lấy khổng lồ cho on anh em ạ. Chứ để mỗi mình thằng em bơ vơ một mình thì nó không hay. Ok, sau đó thì khả năng mình sẽ tích tiền lên level 10 hoặc là round only 9 thôi. Round này chúng ta có thể thua nhưng mà round sau thì khả năng sẽ hơi khó. Úi dồi ôi. Nhìn kìa. Khổng lồ chưa? Khổng lồ quá chưa? Ui dồi ôi. Vừa trâu vừa nhiều lá chắn. Ok. Rồi đến lúc rồi. Triệu hồi. Piu. Trời ơi. 3 sao 3 quyền năng khổng lồ ạ. Thế giới vãi đái. Anh em nào mà đã xem đến đây rồi thì hãy đừng quên là kéo xuống ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh để mình có thể có nhiều động lực ra những cái video chất lượng hơn và thực hiện nhiều ý tưởng của anh em hơn nhá. Nhớ comment những cái đội hình mà anh em yêu thích, những cái ý tưởng mà anh em muốn mình làm, bình luận ngay. Có những câu hỏi muốn mình giải đáp trong quá trình chơi game cũng bình luận ngay luôn. Tại vì 100% mình sẽ trả lời tất cả những cái comment của anh em, cho nên là đừng ngại gần gì nhá. Và để có thể cập nhật những cái video mới nhất của mình thì đừng quên bấm quả chuông. Đấy, tôi dạo này tôi thấy anh em tỷ lệ lượt lượt xem ấy thì rõ đông nhưng mà tôi
lượt bấm like và đăng ký kênh tôi thấy là hơi ít. Wow, xem cái tỷ lệ nào. Ui, lá chắn 10.000 á. 10.000 lá chắn anh em. Này lá chắn là chùy xuyên phá nào chịu cho nổi. Đúng không? Hỏi anh em chùy xuyên phá là chịu cho nổi con on này. Và mỗi khi mà on nó rèn cái là hack trang bị cho tất cả những cái đồng minh nữa. Chưa có đồ. Mà chưa có đồ thì nó hack hết. Việt Anh Zone 3 6 hắc ám và 4 tử thần. Một form mà mình thấy cũng khá khỏe. Nhưng mà để có thể mài giũa cái lưỡi kiếm vào người con on này thì nó sẽ là hơi khó. Khi mà lớp da của con on này thực sự là siêu dày. Ui dồi ôi. Chém thoải mái luôn. Azir cầm 3 Sojin đằng sau. Ui dồi ôi. Sao chơi. Nhìn nó quần cho kìa. Chưa kể là những cái đòn đánh thường nó cũng khá thốn nữa cơ. Sợ thực sự. O này thì nó thực ra nó chỉ có rất là nhiều cái độ trâu thôi anh em ạ. Và nó hack đồ cho những con đằng sau nó đánh. Khá là nhiều ấn nhỉ. Các anh em mình nên lấy ấn gì? Thuật sĩ không? Mình thì thuật sĩ đi. Cố lên con Azir 3 không anh em ơi. Lên 10 đi. Này. Sandra. Uầy, 6 Azir rồi. Cố lên. Wow, hơi well. Lên luôn đi. Thôi phu phu. Chỉ còn lại có một máu mà thôi. Nhưng tầm này thì cũng đã lên level 10. Wow. Một máu lên lại 4 máu. Như gặp on thần của mình thì chỉ có màn niệm luôn rồi. Đây là cụ tổ của những cái con đàn dê. Nhìn trâu và to vãi anh em ạ. Ok. Uầy, hack đồ kìa. Nhìn thích mắt vãi. Ui đi 2. Cái ăn xong đầu à. Lúc chúng ta phải bán bớt đi. Uầy, Azir. Nên nhường round không nhỉ? 25 máu nhường round đã. Vẽ được một con anh em mình roll ra con nữa là combo Azir với cả là on 3 luôn à. Này có vẻ đỉnh quá không? Một game có tận 2 siêu phẩm mà. Ui, thật luôn à. Mắc có trận mà mình luôn không ra được, có trận roll ra đều như này. Trời ơi. Mong là Việt Anh 16 máu được đi nha. Nếu đi luôn thì khả năng là game vui vẻ cũng sẽ đi. Và khả năng game đấu này cũng sẽ end tại đây rồi. Hơi tiếc một chút. Nhưng do sao cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video siêu phẩm sắp tới nha. Bye bye tất cả anh em.